can ở ngoài này thì mình sẽ tránh được mưa gió và sương như thế này này. Thế thì hôm nay mình bắt đầu làm đi. Nhưng mà em có làm được cái này không? Em có chứ. Đến cây thông em còn làm được những cái này là cái gì đâu. Ừ, nhưng mà chị chỉ sợ em gái của chị vất vả thôi. À đâu, em về đây để phụ chị mà. Lần trước chị có đi cưa ba khúc gỗ ở ngoài kia kìa. Em có thể ra đấy em lấy sẵn đấy. Dạ. Chị để em một tí nhé. Thank you.
Thank you.
Chị thấy đẹp không? Ừ, đẹp. Công nhận em gái của mình kéo tay tới đây. Em giỏi đấy chứ.
Em gái của chị khéo tay trong mảng này, còn chị ấy khéo tay trong mảng nấu ăn đúng không ạ? Đúng rồi. Bánh này tuy đơn giản nhưng mà nó rất là đặc biệt. Không. Thì thế nó rất là đơn giản nhưng mà ăn có thể là sẽ nhớ. Món nào của chị em chả nhớ không? Món nào cũng là món ngon luôn. Đúng rồi đấy. Chị Nhìn nó ơi, đẹp không? Ngon lắm. Ông ơi.